máu nó có đeo. Bà quay đây nè, bà quay đi nè, bà quay đây nè bà ơi. Bà chào mọi người đó kìa. Thấp thôi, che hết mặt đi. Cũng bà 85 tuổi nhưng mà trong Sài Gòn đau chưa? Bà năm nay 8 mấy rồi bà ơi? Ôi bà, năm nay là 83. Thương cứ 83 hoài. Anh Gian mấy tuổi rồi? 83 thôi, bước sang 84 chưa được tăng. Làm gì đó được. Cứ 83, 84 hoài, năm nay 86 rồi. Không có đâu. Hùng, 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 Hùng. Làm gì không có đâu, năm nay 86 mà cứ cãi không. Anh Gian thấy sợ. Anh Gian thấy sợ luôn. Mai kìa che cái rùn cho nó mát. Mai, nắng áo ra đi. Nóng lắm. Nắng á. Che rù lên cho bà. Che rù lên cho bà cho mát. Cả nhà ơi, hôm nay Mùi Trái Cây dẫn cả nhà đi tham quan khu du lịch Bến Thuyền Tràng An nha. Mùi đang ở ngay cái chỗ mà khu bán vé của Bến Thuyền Tràng An nha. Ở đây nè, có rất là nhiều khách du lịch nha, nhất là người nước ngoài á, người ta rất là thích đi nha. Đây 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 cả nhà ơi, khách nước ngoài nè, người ta rất là thích đến cái khu du lịch Bến Thuyền Tràng An nha. Ôi họ đi từng đoàn luôn đấy cả nhà ơi. Vui chưa? Người nào họ đi họ cũng mang theo máy ảnh nè, quay phim nè, chụp hình nè, rất là thích luôn. Đó cả nhà thấy không? Mình quay người ta lại quay mình á cả nhà. từng đoàn nha cả nhà. Rất là vui nè, rất là thích nè. Đây có một người đang quay mấy cái cô lái đò ngồi xếp hàng ở ghế đá nè. Ôi rất là vui luôn. Cả nhà ơi, khách nước ngoài họ rất là thích đi Tràng An nha. Họ đi từng đoàn luôn nè. Ở đây có những cái người khách nè, rất là xinh đẹp, dễ thương nè. Dễ thương lắm luôn đấy cả nhà ơi. Người ta mang máy quay phim, chụp hình nè. Ta quay quá trời luôn nè. Vui chưa cả nhà ơi. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ. Mùi rất là thích, mùi rất là may mắn nè. Về trúng được cái dịp mà người dân, bà con ở đây nè, đang chuẩn bị đón bà Nguyễn Thị Kim Ngân về tham quan du lịch ở Bến Thuyền Tràng An nha. Rất là vui luôn. Cả nhà ơi, đoàn xe của bà Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu đến khu Bến Thuyền Tràng An nè. Ôi rất là thích luôn. Mùi rất là may mắn nha. Thật là may mắn về vào cái dịp mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng về thăm luôn nè. Thật là may mắn vô cùng nha. Rất là tự hào về quê hương mình luôn đó cả nhà ơi. Đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống xe, rời xe và đi vào khu nhà khách.
thật là tự hào về khu du lịch của quê hương mình, bến thuyền Tràng An hôm nay đón tiếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân về khu du lịch bến thuyền Tràng An tham quan. Bà rất là vui mừng được mọi người yêu mến và tiếp đón nồng nhiệt. Bà rất là vui khi được ngồi lên chiếc thuyền nan đơn giản, đơn sơ, mộc mạc nhưng rất thú vị nha cả nhà. Và đây là bà con tổ đò chuyên nè. Rất là vui mừng, phấn khởi nè khi được đến đây và đón đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân nè. Cả nhà ơi, hot girl, hot girl, hot girl của Mùi kìa. Bà con của Mùi Trái Cây đấy cả nhà. Toàn bà con quê hương á. Rất là vui, rất là phấn khởi, rất là phấn khích luôn. Có hot girl kìa cả nhà ơi. Hot girl của Mùi Trái Cây đó. Đang vẫy Mùi Trái Cây kìa. Hot girl, hot girl. Hot girl đang vẫy Mùi Trái Cây kìa cả nhà ơi. Mùi rất là vui, Mùi rất là thích luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Vui quá cả nhà ơi. Rất là thích. Từng đoàn thuyền nè, nối đuôi nhau nè. Đẹp chưa cả nhà ơi? Xuất sắc nha. Sông núi hữu tình nha. Rất là đẹp cả nhà ơi. Mùi đang đứng ở trên cầu, mùi quay nha. Lúc này mùi đang đứng ở trên cầu, mùi quay xuống nè. Rất là đẹp luôn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Cả nhà ơi, bây giờ Mùi sẽ dẫn cả nhà đi quay trở ra đường hầm nha. Đường hầm rất là đẹp nè. Tuyệt vời ông mặt trời cả nhà ơi. Và từ đường hầm này là đi ra lối khu bán hàng lưu niệm nha cả nhà. Ra lối khu bán hàng lưu niệm là cái điểm cuối cùng để mình đi ra bến xe và lấy xe để ra về nha cả nhà. Cả nhà ơi, đây là một người bạn tên là Sen nha. Ở ngoài quê, nhà gần sát nhau nha. Đi ra bến thuyền Tràng An, gặp bạn ấy đang làm công việc hàng ngày của mình. Đó là bán hàng lưu niệm ở cái khu nhà bán hàng lưu niệm. Rất là đẹp, rất là xinh, rất là dễ thương nè, cả nhà ơi. Chị em gặp nhau nói chuyện rất là vui, nhưng vì lý do bản quyền nên Mùi phải tắt nhạc nha. Mùi rất là tiếc vì không lấy được tiếng của bạn ấy. Cả nhà thấy à, cái dãy nhà để mà bán cái quà lưu niệm á, rất là đẹp luôn. Đằng sau nhà đây có một cái hồ nước nè, rất là mát nè. Có những cái hàng ghế đá nè, để cho khách du lịch ngồi chơi. Rất là mát luôn, rất là thích nha. Đây, những cái gian hàng bán hàng lưu niệm á cả nhà. Rất là đẹp, những cái khăn nè, những cái nón nè, khăn để choàng mùa đông á. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi, rất là nhiều thứ nha. Đẹp lắm luôn á. Còn đây có một cái quán cơm phở nè. Có bán đủ thứ đồ ăn ngon nè. Để cho khách du lịch nha. Và những nhân viên ở khu du lịch này đến đây ăn nhé. Rất là ngon nha cả nhà. Đây, toàn là đồ lưu niệm nè. Và những cái đặc sản á, của quê hương Ninh Bình á. Người ta bán ở cái dãy nhà này nè. Cả nhà đi theo Mùi nhé. Nguyên một cái dãy nhà đây nè. Là người ta bán quà lưu niệm ở đây nha. Rất là đẹp. Rất là thích luôn cả nhà ơi. Cái dãy nhà này rất là đẹp nha. Bán đủ thứ nè. Đẹp quá cả nhà ơi. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Ôi rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi.
Thích quá đi thôi. Quá tài đẹp. Ôi đẹp chưa kìa cả nhà ơi. Lung linh sắc màu. Lên này chả đẹp à, thấy không? Đẹp không, đẹp không? Quay lên làm kỷ niệm mấy khi gặp nhau ngoài đò, ngoài bến thuyền Tràng An. Cô đang ngồi, đang đứng ở chỗ này là cái quầy bán vé nè cả nhà ơi. Đây là đồng chí Sơn, người làng, cùng làng, bà con mà đi lâu có quên. Đây là đồng chí xem nha bà con nha. Ra à, chắc cũng 2 tháng rồi. Thế sao? Đang lên để làm kỷ niệm. Lâu lâu con về quay kỷ niệm này nè. Gặp đồng hương. Nãy gặp cái Sơn mà tôi không có biết, biết người làng mình vẫn quên, không nhớ. Không phải, lâu rồi không nhớ. Còn khi mà chị ở nhà thì em còn nhỏ. Thì là hồi đầu xưa tưởng là còn bé mình nha. Quê mình đẹp như thế. Đẹp quá đi, quê mình. Gặp người đẹp, người làng rồi. Còn cái em này là chỗ em nào ta? Em là chỗ Trường Yên thôi. Chỗ nào? Trường Thịnh, Trường Thịnh là chỗ nào? Trường Thịnh là bên Trường Xuân, Trường Sơn đó hả? Đúng rồi, chỗ Cầu Dền. Bên chồng tớ. Chỗ Cầu Đông Dền đấy. Cầu Dền hả? Qua chợ. À, cái khu đó là... À, bây giờ chị cũng lấy chồng. Đó đấy, chị lấy chồng bên xóm.